cho bao nhiêu mua cho cầu lì để chỉ cho sợ cho cái lò này chỉ bao nhiêu chỉ để chỉ cả lò là mà cứ giờ ôtô tụt chỉ chế tụt tụ xe thì nhiều nhiều xe cần cầu lì ai chỉ bỏ cái giờ ôtô đi trả thế nào nè mà nhớ linh đã không để nó này chỉ này cứ giờ pi lò ai tiền tụt chỉ chế này cứ giờ tàu cho này tụt bao nhiêu mua cho nhất cho cầu lì khác thế cứ giờ mua lì lú xe ở giờ tàu lú lì thứ nào nè để chỉ cho cái mua cho xe ở cho cái lò này chỉ nhiều bao nhiêu chỉ để chỉ cả lò là nó nè mà chỉ bỏ ai tiền chỉ là tỷ nâng là giờ tỷ đa thiên là giờ ai tiền một đấng tàu má tàu xua là giờ ai tiền một đấng tàu cầu cù li tê lò là phun bí cho lù chê ai tiền bao nhiêu đấng tàu cầu cù vậy chỉ bao nhiêu khiến được dùng mù nó nè mà giờ linh đã cú sai đâu bây giờ tỷ nâng ai tiền giờ nó bây chỉ cho cho bây giờ này bao nhiêu mua cho lại thiên nó nè à sửa đời tư à bỏ bỏ thiên bỏ bỏ thâu lò là ai tiền nhớ rồi giờ linh đã long tu là mua cho nhớ trong mi cả chỉ đi chỉ cả cho cá lò thiên chỉ này mua vô tỷ nhớ trong sát tỷ lại thế nào nè cú giờ ai tiền mua vô tỷ giao thế nào lo mà tu chỉ thì nó là tiếp chỉ đồng trâu thế nào nè nhớ trong trên nào là cú nhà tàu bỏ ít tu cứ tin nào nè cú hai tiền nè tu bỏ nè mua cho nhớ trong cầu lì chè à cho xe lo chỉ chỉ cả lo lại thế nào nè mà giờ linh đã biết cho nên chỉ năng trên nào biết giờ chủ tàu chẳng pha thế sai chủ biết cho nên bỏ nè cả rong ấy chỉ sao cho biết cho nên bỏ nè mua cho lại thế nào nè vì ở tiệm bỏ nè nó chỉ nên chỉ chỉ chia chỉ thầu nó mua chỉ chia lại chè nên chỉ sai vô vô lại thế nhớ trong lúc xe thầu mua tới mảnh nó chè tu mua xe thêm bầu tờ chỉ vô giờ dù sư bỏ nè nó chỉ giờ thầu nó mua tàu trái chia lại chè nên chỉ chia vô đi là nè bỏ nè nó mà giờ tu ở phía sau lại thế biết cho nên chỉ năng là mà giờ tiệm thầu biết mua nhẹ nó chè biết chủ giờ thả lòng câu mình chỉ sư giờ tu phía phía chè cứ giờ tiệm là cho vợ cho chè chỉ cho anh tàu tiệm bỏ tiền giờ tiệm bỏ sư tiệm sư bỏ nè nó sẽ thầu anh nó mua nhẹ thế nên chẳng xia đâu vô nó mà nó chỉ giờ lên tàu nè bỏ nè nó tua tàu vô bỏ chè nè cho hậu kế thi ý chè giờ nó chỉ để khiêng cả khâu nát khiêng trên mông to là sư nhưng chỉ bỏ tiệm mua đồ tư là họ cho hậu kế thi ở chè nó chủ giờ tiệm mua vô tua bỏ chè anh nó mama vô mua vô tu chè sư mà bỏ nè lúc mình xia mà nhộng thiết phèn bỏ lên nó nè nhỏ lì trâu thay tê ở bên sông trâu lò nó cô giờ thì tu chỉ mua cho nhất trâu cầu lì tàu trâu lú sông nó nè chỉ tu bỏ nè họ mua đằng lúa nó chè tàu cá hoa tu chỉ là một trò chơi chè nè bỏ nè thiê nè lồng trâu chơi nên dân xia mua nè chỉ tua bỏ chè nhỏ lì tàu sửa lại tu tàu nó sợ sự trâu lò là ai tiền bỏ nè mà xia phèn bỏ lên tàu thiê nhớ trâu nhớ là tê nó chè riêng nó chè cho nè bỏ nè phân kiếm một thả lồng trâu thiết kiếm một vô số chè nhưng hai chỉ tàu ít lò thiê nhưng chỉ bỏ vô ô trà lại thiê nó nè họ nhớ nhớ trâu mì cà tê là ý dạng câu thiê nhớ trâu mì cà tê nó chè cho nè bỏ nè kiếm một chỗ mấy đu thiê một chỗ mì cà lại chè chỉ bỏ cái vô hai ít lò thiê chỉ bỏ cái vô ô trà thiê nó nè vì thế nhớ trâu mì cà tê nó chè cho chai chè riêng tua bỏ nè toàn tàu suy chè bỏ nè chai lo lo chè do bỏ nè kiếm chỗ lồng trâu lại chè dù chè cơ hai thiê do chỉ muốn được tua bỏ chè chè như cái ô tư dự sư cơ hành tàu ứng chỉ mì cà tôi mới dù trả cho một cơ hồng cua thiê chè do nhớ xe thiê nó nè tao thấu bé bỏ bé giờ lại chỉ một mì cà là vì do hai thiê thấu mà bé cho nông nó mà giờ ít cho nông khi bỏ nè cơn cầu nó nè bé giờ là mà khi bỏ nè cơn cầu đi do linh đạo lên sai cho chạy nói thiê trả ứng chỉ chè một cho mì cà chè bỏ nè một đằng lúa chè hai chỉ tàu thiê nó nè chè bé giờ thiê bé bỏ lại thiê chỉ một mì cà sư ni nút ta xin nó bé thiê chở nhóm lọ tê cho nhìn chúa linh nó nè do thấu bé giờ là cho khi bỏ nè mà chè riêng nó bé tự nhóm mì cà tê lại thiê nó nè mà vì do thiê cho nè kế hoa khi bỏ nè có sư bỏ nè chỉ chỉ chè chè bỏ nè một đằng lúa chè dù hành tàu chở mỗi dù cha cho một cầu thiê nó nè mà bỏ nè chạy lọ hàng nhớ trong mì cà tê nó nè mà còn để nó cũng mới hại với họ phải nhỉ thiê mà cho để bé cho xí nâng riêng nó chè bé sẽ đợi sai còn để nó uống kỹ cờ nó nè nếu bây giờ dùng bé cho nè bỏ nè mua dọn gì là ấy còn nên cả xí thiê tàu to thì để bỏ nè nó chè tàu cho nhẹ nó chè nếu thứ anh nhớ rồi dùng nó chè dùng lên tàu xứ nó nè giờ nếu nhẹ cho cái cho nhẹ nếu thiê nhớ rồi dùng nó chè dùng lên tàu xứ giờ dùng mua dọn nó chè dùng mua xứ ấy à cho 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 nè bỏ nè nó mua à cho dùng mua nó là dùng chui thả mình chỉ không có xứ như chỉ qua trà họ cho nè bỏ nè nó mua chè nếu như chỉ dùng kia dùng rồi nó nè nếu mua tàu dùng rồi chè nếu như chỉ bỏ thì dùng cho nhẹ nó chỉ cho nhẹ nếu chỉ xả dùng chè nếu như thì dùng phe xứ nó nè mà nhớ lên tàu họ tới mình tàu nó nên chỉ cứ chỉ bỏ mình chân hai tiền bây giờ tỷ đã chỉ tiền gõ nè chỉ xí trà xí chè là do vì đi trà ấy tụ bỏ nè thế là chỉ lo rồi thế là do tỷ tụ chỉ lo ấy nhưng do tỷ tụ bỏ nè cầu xứ ấy tụ bỏ nè thế là ô linh nó thế nào nè mà nhớ trong tàu không tàu nó nên chỉ cứ giờ mới xả trong tàu cho phong dư hai tiền cả thế là bảy ba là mới thả thế xe với trà xe nó bây giờ bỏ nè mong nó bị ô phe rù rù lại xứ nó nè mà giờ linh đã sai trong này chỉ phong dư xe đời thì không nào là cứ chỉ bỏ họ chân thiên à chủ yếu là thả mình chỉ linh nó tua xe ấy mới thả ô linh nó cho xe là tôm lông xứ mà giờ nó giờ ni lên tư chuyển ta tỏ mua lúc xe sai thì giờ cho bao nhiêu mua cho nó chị ô dùng phí trả lại nè theo dùng xã cho nó nè vì cho kho thì ni nút ta xin nó chỉ biết thứ bao thế thứ bỏ thế nó ô kế cờ rồi thế cho kế thì giờ
cho bọn nhà mua cho nó chính chế bây giờ chủ tôi muốn cho chế tỏ cá thế nào nè mà sai chỗ này giờ chỉ nên xé lỏ lỏ cái gì nữa nên chỉ cho tôi xé lỏ lỏ lại thế chỉ nhờ giờ chủ tôi tôi xé mềm lại thế nào nè giờ có mua đã mua cho thì có mua sửa chế nên bọn nhà nhớ cho chế chế trong này trả lại cái chơi thầu có mua nhẹ lại chế cho nên chơi nhỏ nhỏ nữa đừng lo nữa là có thứ nào mua khứ nhẹ lại chế cái chơi nên mua nữa nhưng mà có tôi chết chứ họ giờ chế nên mua khứ nhẹ nên chơi mua có tôi chết lại thế chế có chế nhưng giờ bông bông lại bỏ phẳng bỏ lại nữa nè mà sao hai linh nào tôi biết giờ chỉ nên xé đầu thế thế chế không thể nên chế cứ chỉ tôi chạy thì bọn nhà thì thế nào có phải ta tu phải là nhưng mua tu dùng là nhưng mua thế nào nè mà nên chế bọn nhà dùng là nên làm luôn khó nên chỉ sao chỉ thì vợ chồng bạn nhau hay sát trong này bọn nhà to xí này nè vì vậy thì này bọn nhà lâu ít tuổi là ok là chế xé đầu có tàu hai tuần đó chế cứ giờ thì có tàu muốn bảy bọn nhà chế là một hai thế ấy thế họ hay xé trong này chế này bọn nhà là nó là nên chỉ sao chỉ thế nào nè anh cái chế đầu xuyên cho luôn này tu chỉ thế cho anh chỉ chế mua tu tàn thế chế này muốn anh chân chờ chế này anh chờ tu cũ thế nào nè ấy giờ nên tới lúc bây giờ mà họ tới mình họ sợ xin đợi nó chế là thả mình chỉ nên nó cho xé đầu tàu luôn ok là dễ xử ấy giờ tới lúc bây giờ họ tự do thế chỉ do nó là cụ thọ xé đầu họ giải lối chỉ bút đầu tiên là bể thế nào nè ý chồng mình phong yêu xé đà ấy giờ nên tới sao tàu tu chưa dùng cái máy xí kỳ là giờ nên một tu máy xí kỳ lần đầu kế hoàng cơ hoàng trâu chơi hai cái chân khoa cái chân bò chơi sáng mà giờ nên cho bao nhiêu cho con chơi đâu lo tiếc cho con chơi đun trung ly máy chơi mi nhỏ là một trâu chơi mi nhỏ bông kỳ chơi nên cho bao nhiêu là giờ chỉ nâng lên họ tòi thì nên họ chơi mòn đâu mắm mắm chuyện gì họ khẩu tiếc hoa bao tật bao đôi nên họ chơi mòn họ khẩu cá sấu tẹt khẩu cá sấu tẹt thiếc dùng ly máy cái ngân gà này ít chơi là chơi chơi nó một tu chưa giờ là một con nên tu mòn đợi nó có dùng tu cá lại thiếc giờ nên tới sao tàu tu chưa đợi nó cho một con nên tu mòn là chơi hồ sơ tông cha khám một trận đã tu sơ tông ở nếp bản đã nó giờ xong đó xong đã một trận đã tu phèn bù mua lúng bê hoa tiền có mua yên thọ đã nó thế nào nè chỉ hai nay vừa nhớ trong lúc tết chợ tiền là lấy tu yên sa tàu trong nay hồ tết gì giờ linh đại nay linh tông mua tu mua đã nó chỉ cho hồ sơ đi cái chỉ hồ sơ tông là chỉ xong đó xong đã mua yếu tu chuyên đã nó chỉ là một con đi tu mua cả dùng tu khác thế nào nè chỉ giờ linh đại cho bao nhiêu xe đời tiền là bê cho lần chỉ nay linh nào sư ai hai trận đã nay cho sa sư nay sa tàu trong tiền là bê hai nè chỉ nay ở bên linh tiền là bê hai chỉ tạm bỏ chỉ tiền là bê cho giờ mua cho là hai vấn đề để khó xử ấy giờ tiền nay linh chỉ đâu cho nó là nay ở xe đời đó tiền ý trong bao nhiêu xe đời và tiền chỉ xe tiền nay xe đời dùng cái xe tàu tiền là bê tiền là ở trong đó